Xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Hôm nay thì là em sẽ đem đến cho quý anh chị một cái dòng sản phẩm rất là chất lượng đến từ thương hiệu của Hyundai. Vâng, cái em xe trước mắt chúng ta đây là một em xe không quá xa lạ nữa, là em N250SL, phiên bản là thùng mui bạc, full inox 304. Vâng, full inox 304, một con xe rất là chất lượng đến từ thương hiệu rồi, lại thêm một cái thùng quá chất lượng đến từ vật tư và chất liệu nữa thì thôi, giá tiền thì khỏi phải bàn tới, quan trọng là cách đóng, quan trọng là quy cách thùng, và quan trọng là khi mà hình thành gọi là lên cái hình hài hoàn chỉnh rồi á, em nó sẽ hoàn thiện và đẹp cỡ nào thì em sẽ up video về em xe này kỹ hơn cho anh chị xem nha. Nếu anh chị nào mà có nhu cầu muốn đóng một thùng xe, nhớ để lại bình luận ở dưới video để có thể đóng cũng như là để hóng cái clip bằng hoàn thiện em này ha. Rồi hiện tại thì trong xưởng nó cũng đang, họ đang làm việc khá là nhiều cho nên là nó hơi ồn, anh chị cố gắng thông cảm giùm em nha. Rồi em sẽ cố gắng nói cho anh chị nhiều hơn về cái thông tin về xe. Đây là cái con Neumati N250SL, đề số loại của nó, một cái dòng xe quá quen thuộc với phiên bản là 2.4 tấn. Nó sẽ có hai phiên bản là 3.6 và 4.3, anh chị tùy nhu cầu anh chị lựa chọn thôi. Và cái khách hàng này đã lựa chọn cho mình là cái phân khúc 4.3 để chạy hàng nó sẽ hợp lý hơn. Cái thùng con này hiện tại đã làm gia công gần như là 60-70% rồi đó, chỉ còn là lợp sàn bắn dách, lợp sàn bắn dách, dách trong dách ngoài, rồi sau đó là lắp thêm cái bẩn nâng nữa là chúng ta sẽ cho xe đi nghiệm thu. Con xe này là đóng trên nền thùng mui bạc bẩn nâng có phiếu sẵn đúng theo cái cục đăng kiểm luôn nha. Rồi chưa, cái này là chưa lắp hệ thống bẩn nâng thôi. Rồi anh chị xem qua một xíu nè, trụ của nó ở ngoài sẽ là trụ U10 4 ly bằng inox 430 ha. Đó, đây trụ inox cực dày luôn, bao dày, tôm bộ toàn bộ bằng inox 304 ha. Đây chất liệu của em nó 304 đó. Thường thường những khách hàng mà đóng inox 304 á, ít khi nào mà quan tâm về giá lắm, thật sự luôn. Với lại là đóng những cái thùng chuyên dụng, dùng thùng mui bạc mà bẩn nâng nó dục dạng nó được khép vô là thùng chuyên dụng rồi thì người ta sẽ bàn về chất lượng và thời gian giao xe nó sẽ nhiều hơn là về giá cả. Giá cả chắc chắn cũng có nhưng mà gọi là đàm phán lấy lọc thôi, giá cả gọi là đâu cũng vậy hết. Đây khung bẩn ở ngoài thì nó được làm bằng inox ha, inox thì chắc chắn rồi, nhưng mà cái cách đóng là nó sẽ lên cái khu vực cái khung trước, xong rồi nó bắn xương đó, họ bắn xương đây ha, bắn xương lên xong bắt đầu lợp chách lên, lợp chách rồi bắt đầu mình lợp cái mút xốp, lót mút xốp phía trong rồi bắt đầu bắn inox ở ngoài rồi đi viền ron cao su. Nó là như thế. Trụ vỏ sẽ là U12 ha, U12 4 ly và làm từ dưới mặt sàn ở đây đi lên tới hết khung chân kèo luôn, khung thùng hết khung trùng heo và đụng chân kèo đó, và ốp một cái kiểu như thế này thì rất là chắc chắn. Đó, giờ thấy đã không? Nè, thấy cái món hàng của người ta đóng không? Zoom cho anh chị xem nè. Ôi giời ơi, cái món hàng như thế này thì thôi rồi, tao tuyệt vời cho anh chị luôn. Tôm con nào con nấy là như là tôm càng xanh à, quá chất lượng. Đây khách hàng nè, em nói vậy đôi khi em bán xe hay là có những clip mà em không trực tiếp em bán, nhưng mà nhìn cái thùng đóng á, rất là mê cho nên là em muốn quay cho mọi người xem nè, một cái thùng chất lượng hay không, một cái xưởng thùng uy tín hay không sẽ dựa trên chất lượng ở khi mà người ta hàng cái thùng xe cho anh chị. Chị thấy cái hàng không, hàng dễ cá kéo rất là đẹp, sắc nét luôn nè, đó chỉ cần nhiêu đó thôi là đã thấy được cái độ uy tín của xưởng thùng rồi đó. Anh chị an tâm giao xe cho bên em xử lý ha, đó chắc chắn, nhìn thôi cũng đã con mắt rồi. Ai mà thật sự yêu xe tải, thật sự hiểu về xe tải và thật sự mua một con xe tải là quan tâm đến một cái thùng thì chắc chắn cái video này sẽ là dành nhân cho những khách hàng đó sự luôn. Rồi đây thì là phía sau, đó là lý do tại sao mà bên em chưa có làm ở phía sau gì hết nha, nó gắn cái bẩn nâng, nó gắn thêm một cái hệ thống bẩn nâng nữa đó, nó gắn thêm một cái hệ thống bẩn nâng nữa. Nói chung là cái thùng này toàn bộ bằng inox hết rồi, full luôn, bao chắc cho anh chị.
nè, mấy cái tấm ít ngoài nè, có mấy cái bẩn á đó. Con này bây giờ mà giá xe thùng của nó đã là 565 đối với thùng mũi bạc tiêu chuẩn rồi, mà đóng cái thùng này mà full 304 mà thêm cái bẩn nâng nữa là em nghĩ chắc cũng phải ngoài 100, ngoài 100, mà 100 mấy thì chưa biết, quan trọng là nhu cầu của chị thôi. Tới đâu em mới bấm giá chính xác qua khi mà anh chị liên hệ trực tiếp nha. Tại đôi khi giá vật tư nó cũng không chính xác theo cái từng thời điểm đâu, lên hoặc xuống nữa. Đây nguyên cái thùng mua bạc bẩn nâng có phiếu, thùng dài 4m3, rộng 1m870, cao 1m55, 1m580, đài dọc là U10, đài ngang là U8, 11 cây trụ U10 với U12 đó, U10 là hai cây ngoài, U12 là ở giữa đó. Kèo quá thì ở mỗi cái khung khung chuồng heo á làm hai cây kèo, hai kèo bốn xương bốn bản lời, cơ bản vậy thôi. Nó xe, nó xe em Hyundai, nó là nó đã làm một cái gì nó khác biệt rồi, nó thiệt với anh chị luôn, nhìn nó sướng cực kỳ đó, thấy không? Nhìn cái góc này thôi là đã thấy mê em này rồi. Toàn bộ các gọi là hệ thống trung tâm ôm vào bên tài xế, bên người lái, rất là dễ thao tác, gắn thêm cái màn hình bỏ đầu radio nữa là perfect, hợp lý luôn, hết bài luôn. Có những em xe này sẽ là ghế da nha, ghế da và vô lăng thì vô lăng hai chấu, chìa khóa thì vẫn sẽ quá cơ, nhưng mà mấy cái này đổ lên chìa khóa điện lắp cửa mày mấy hồi không quan trọng, quan trọng là chất lượng em nó đã được khẳng định rồi đó, con xe quá chất lượng. Nếu anh chị nào mà quan tâm đối với cái em xe là 250S là phiên bản bẩn nâng 304 này á, để lại bình luận ở dưới video, em sẽ cập nhật thêm em nó khi mà em nó hoàn thiện tổng thể con xe, lắp hệ thống bằng nâng lên rồi hoàn thiện tất cả mọi thứ từ sàn rồi lắp bạc này kia lên thì em sẽ quay lại cho mọi người xem một lần nữa ha, về em xe này. Rồi thì video của em xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem một cái phiên bản demo của em xe N250S là phiên bản bẩn nâng, và để lại một bình luận và ở dưới video cũng như là like và share nha. Cảm ơn mọi người.